Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng rất là đặc biệt đó, và có thể là một số anh chị đã chờ khá lâu rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người đó chính là lan Hoàng Nhạn tháng 4 nhé mọi người. Tiếp theo là địa lan Chu Đỉnh, hai phần bạch nhạn lá xếp rất đẹp, Vanda Uy Nương, Hoàng Thảo Vạch Đỏ, và cuối cùng là Hải Yến nhé mọi người. Rồi thì đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người là em có về được một số phần lan hoàng nhạn, và hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng 4, tức là cái mùa hoa của nó là rơi vào tầm tháng 4, tháng 5 nhé mọi người. Đó. Thì cái hoàng nhạn tháng 4 này thì nó cũng không khác gì với hoàng nhạn tháng 8 đâu mọi người, nó chỉ khác ở cái mùa nở hoa thôi. Đó, thì thay vì chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra để chúng ta mua được một mầm hoặc là hai mầm hoàng nhạn tháng 4, hoàng nhạn tháng 8 á, thì chúng ta có thể mua được 10 tới mười mấy mầm hoàng nhạn tháng 4 về chúng ta trồng làm giống luôn. Và hoàng nhạn này thì hoa rất là đẹp, phải nói là cực kỳ thơm luôn mọi người. Đó, cái màu chủ đạo của hoàng nhạn là nó màu màu vàng nè, màu tím nè, với có cả trắng nữa. Đó, rất là thơm mọi người, cực kỳ thơm luôn. Đây là một trong số những cái loại lan mà được các bác anh chị chúng ta săn tìm để mua rất là nhiều. Đó, thời gian qua cũng rất nhiều anh chị dặn mua nhưng mà hôm nay mới có nha. Và hoàng nhạn tháng 4 đợt này cây về rất là tươi nhé mọi người. Tuy nhiên thì cây nó cũng hơi nhỏ thôi, nó không có cây nhiều cây to. Một phần thì nó chỉ được một hai cây to gì đó thôi. Thì đây đó, thì nói chung như vậy thì đủ rồi mọi người trồng làm giống và sắp tới chơi hoa rồi. Thì có một số dê thì nó đã ra hoa rồi, còn số dê thì chưa. Thì mọi người những dê nào mà đã ra hoa về rồi thì chúng ta về chăm và chờ cái mùa sau được ngắm hoa và thưởng thức cái hương thơm cực kỳ thơm của cái loại hoàng nhạn này luôn. Và mỗi phần như vậy thì tầm cỡ 13 dê nhé mọi người, 13 dê thì đa số là dê nhỏ, thì có một vài dê to thôi. Đó, thì có giá là 300 ngàn nhé mọi người, 300 ngàn cho một phần hoàng nhạn. Cái loại hoàng nhạn này phải nói cực kỳ hiếm luôn mọi người. Nếu mọi người bỏ qua lỡ dịp này thì không biết đến khi nào mới có loại hoàng nhạn đâu nha. Đó. Và giá của một phần này thì nguyên phần mười mấy cây thì nó cũng chỉ bằng một cái cây hoàng nhạn tháng 8 nhỏ nhỏ thôi mọi người. Đó. Thì mọi người nếu mà chưa có hoàng nhạn trong vườn thì chúng ta tranh thủ đăng ký mua nha. Rồi tiếp theo là ngoài hoàng nhạn ra thì em có, đây là lan Hải Yến nha mọi người. Đó, Hải Yến thì được khá là nhiều. Đó, một phần nó tầm cỡ 14 cây. Đó, và giá thì nó cũng mềm hơn rất nhiều, giá nó thì 200 ngàn nha mọi người. 200 ngàn trong phần tầm cỡ 14 cây. Đó, thì cây thì nó cỡ bàn tay như vậy. Đó, những cây này thì đủ khả năng ra hoa rồi. Hoa của Hải Yến thì rất là đẹp luôn. Cách trồng sóc Hải Yến thì cũng tương tự giống như là các loại lan đơn thân rễ gió khác thôi. Nó cũng giống như hoàng nhạn vừa rồi. Mọi người thì mọi người về có thể trồng ghép vào gỗ lũa hoặc là trồng vào trong chậu than lớn, vỏ thông lớn cũng được. Đó. Cái loại rễ gió thì cũng dễ trồng, dễ chăm sóc thôi mọi người. Đó. Và hàng hôm nay thì khá là tươi đẹp nhé mọi người. Cả Hải Yến, cả hoàng nhạn thì rất là tươi. Đó. Đây, phần này là có giá 200 ngàn nhé mọi người. Nói chung là không có gãy dập đâu mọi người. Thì em đã loại bỏ những cây gãy dập ra hết rồi, nên mọi người cứ yên tâm nha. Đó. Hàng sao thì em bán vậy thôi. Và Hải Yến thì cây thì nó cũng được cỡ như bàn tay như này. Đó, đa phần là vậy. Đó, loại này về làm giống rất là tốt nha. Rồi, một phần Hải Yến là có giá 200 ngàn nha mọi người. Hoa rất là đẹp luôn. Hoa màu tím, trắng, mọc thành từng chùm nha. Mọi người muốn biết kỹ hơn về mặt hoa của Hải Yến thì có thể lên Google để tìm kiếm thêm thông tin nha. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là em có ít phần vạch đỏ, hoàng thảo vạch đỏ. Hôm nay em có 3 phần nha mọi người. Đó, cây thì đây. Hoàng thảo vạch đỏ, đây nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng mang đen của con tôm. Đó, bà con người ta mới đi hái về ngày hôm qua. Đó. Cây mùa này thì
nó vừa qua cái đợt hoa nên cây lá nó cũng không còn nhiều lá đâu. Đó, nó bắt đầu nó xuống lá để nó chuẩn bị ra cái chồi mới. Thì mọi người mua cái đợt dịp này thì về trồng thì lên mồi, lên cái chồi mới thì nó lúc đó cây nó sẽ ra rễ nhanh và khỏe hơn. Đó, nói chung là cái mùa này thì trồng vạch đỏ thì rất là tốt nha mọi người. Đó, và mỗi phần là có giá 300.000 nha mọi người, 300.000 cho phần vạch đỏ. Rồi, được khá là nhiều mọi người, về có thể trồng 2-3 chậu tùy thích của mọi người. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là loại lan rất là đặc biệt. Lan này có tên gọi là Vanda Uy Nương nha mọi người. Đó, và hoa thì vô cùng đẹp luôn và cực kỳ thơm. Em xin nhắc lại là cực kỳ thơm nha mọi người. Đó. Và loại này là thuộc dạng rất là hiếm, hiếm có, khó tìm, lâu lâu mới có được lần thôi. Thì mọi người mua chúng ta tranh thủ đăng ký mua nha. Thì phần nó tầm cỡ 7 cây. Thì 7 cây thì có cả cây to và cây nhỏ đó. Còn những cây nhỏ vậy thôi. Nhưng mà nó vẫn ra hoa nè. Bằng chứng là nó đã ra cái quả rồi mọi người xem. Đó. Và vài cây to nữa. Đây cái phần này. Đó, và Vanda Uy Nương này thì có giá là 300.000 phần nha mọi người. Đây tầm cỡ 7 cây Vanda Uy Nương. Hoa rất là đẹp nha mọi người. Mọi người lên Google để search thêm về cái mặt hoa nhé. Hoa xanh xanh, hồng, tím tím, rất là đẹp. Đó, cũng đơn thân rễ gió thì cách trồng, cách chăm sóc cũng giống như nhạn hay là hải yến kia thôi. Rất dễ trồng, dễ chăm sóc thôi mọi người. Đó, và giá 300.000 phần nha. Tiếp theo là em có hai phần bạch nhạn. Bạch nhạn đây thì hai phần này là hai phần đặc biệt nha mọi người. Thì em tuyển chọn lọc lựa kỹ đó rồi. Thì hai phần này đa số là cái cây xếp búp rất là đẹp. Phần thứ nhất này. 3 4 5 6 cây, một phần 6 cây nha mọi người. Đó, bên đây cũng vậy. Lá xếp búp này rất là đẹp luôn. Năm mỗi phần là 6 cây nha mọi người. Đó, lá xếp búp rất đẹp luôn. Và giá của một phần là 250.000. 250.000 cho một phần bạch nhạn 6 cây xếp búp rất đẹp. Và cuối cùng thì em có hai phần. Hai phần này là hai phần địa lan. Địa lan này là địa lan có tên gọi là chu đỉnh nha mọi người. Hoa thì nó có hai màu. Đó là màu vàng và màu tím. Đó. Đây có cây màu tím, có cây màu vàng. Có một cây màu tím, đa số là cây màu vàng. Thì đây là cái củ của nó. Thì về mọi người chỉ cần những cái khúc này thôi, mọi người trồng làm giống nha. Đó, củ nó nhìn khá giống là mấy cái củ tư rồi. Đó, cây ra hoa rất là đẹp luôn. Đó, hoa rất đặc biệt nha mọi người. Đó, đây là địa lan của rừng Con Tum, rất là hiếm luôn. Đây là lần đầu tiên xuất hiện nha. Rồi có hai phần thôi, mỗi phần 250.000, mọi người mua về làm giống nha. Rồi thì cái này thì trồng, mọi người trồng giống như trồng cây cảnh, trồng vào chậu đất trộn với cát rồi có thêm phân chuồng hoại mục càng tốt nha. Đó. Để trong râm giống như trồng hạt đỉnh đó mọi người. Đó, cái lá nó gần giống như hạt đỉnh đó. Rồi thì hôm nay thì em có các loại lan rừng thì cũng đã quay chi tiết kỹ từng phần rồi. Thì em sẽ báo giá lại lần nữa nha. Đầu tiên là nãy giờ hoàng nhạn ngồi quay cảnh hoàng nhạn thơm á, hoa cực kỳ thơm luôn mọi người. Đầu tiên là hoàng nhạn nha, là có giá là 300.000 một phần. Một phần thì gồm 13 cây, thì nói chung cây nó cũng không được to đâu mọi người, nhưng mà được cái rất là tươi, rất là xanh tươi nha mọi người. Về trồng cái này, về trồng rất là khỏe. 300.000 một phần. Tiếp theo là hải yến thì một phần tầm 14 cây. Đó, thì giá là 200.000 phần. Theo nữa vạch đỏ thì có 3 phần, mỗi phần là 300.000 nha mọi người. Tiếp theo nữa thì em có lan Vanda Uy Nương thì 300.000 phần, phần tầm 7 cây. Rồi bạch nhạn, nhạn lá xếp rất đẹp, giá có 2 phần thôi thì mỗi phần là 250.000. Và cuối cùng là địa lan chu đỉnh có cả hoa vàng lẫn hoa tím thì có 2 phần, mỗi phần là 250.000.
Rồi mọi người có nhu cầu mua loại lan nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Mọi người chỉ cần nhắn tin tên, địa chỉ rõ ràng nhé mọi người, kèm theo số phần như loại lan muốn mua. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Mọi người khách mua lần đầu, mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Còn khách đó là đối với khách mua lần đầu, khách quen thì mua thoải mái. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.